À, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái phần tiếp theo, đó là phần lắp về VPC. Cái phần VPC này khá là cần về mặt networking nữa, nó khá là cần thiết vì những bạn mà thường mà mình hay làm cái dựng gọi là three tier architecture thì thường là mình sẽ có web server phục vụ ở public subnet và có thể cho phép tất cả những cái gì over internet ra ngoài có thể liên kết vào cái web server của mình. Nhưng mà có một cái phần tiếp theo, đó là phần database của mình ạ, thì nó phải nằm ở private subnet để không phải là ai cũng có thể vô được database của mình. Và muốn truy vấn đó, thì mình có thể dùng một cái security group để chỉ cho phép inbound rule là kết nối từ cái web server nằm ở public subnet và lấy thông tin ra từ cái database nằm ở private subnet. Rồi và bây giờ nhưng mà nó sẽ xảy ra một trường hợp, đó là đôi khi cái database của mình cần phải update cái server information từ cái internet đó, thì người ta phải làm sao, thì nó phải có một cái gọi là NAT gateway ở đây, thì tí mình sẽ giải thích thêm sau. Rồi tiếp theo là có một cái gọi là muốn 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 config và chỉ vô cái private instance đó, thì mình phải có config một cái gọi là passion hot. Thì từ cái passion hot này nè, thì mình có thể thực hiện, nó nằm ở public IP luôn, và mình có thể sử dụng SSH để kết nối lại với cái private instance. Rồi thì mình sẽ đi vô cái bài này nó làm cái gì. Bài này á, cái việc đầu tiên nó là phải cần fix cái VPC, cần fix cái subnet, cần fix cái internet gateway. Và cái internet gateway này nó phục vụ cho ai, nó phục vụ cái VPC, thì mình cũng phải cần fix cho nó để nó phục vụ cái VPC này. Rồi sau đó là mình dựng ra những cái routable. Routable là gì? Define những cái thằng, ví dụ như là mình gắn cái routable này vô public subnet đúng không? Mình nói là ví dụ như là local này, thì tất cả những cái VPC nó sẽ có một cái default routable mặc định, đó là kết nối tất cả các địa chỉ thông IP range trong cái VPC này thông qua cái local network. Ngoài ra những cái địa chỉ mà ví dụ 0.0 là bất kỳ đâu ở trên internet đi vô thì nó phải thông qua cái internet gateway này, và cái routable này apply vào đâu thì mình phải cần fix, ví dụ apply vào public subnet. Thì tương tự cái private subnet này nè, thì apply vô cái database ở bên trong này, private instance này nè, thì inside cái VPC thì cũng là local network, tuy nhiên thì nếu mà over internet thì nó không thông qua internet gateway mà nó thông qua cái NAT gateway ở đây đó. Và phần cuối cùng của bài này là mình sẽ làm cái một tạo ra một cái passion hot mà mình SSH vào. Rồi, mình đi luôn đó. Ví dụ phần VPC đầu tiên là mình create một cái VPC. Rồi, thì em cái VPC mình đặt tên là lab VPC. Rồi, mình đặt tên là một cái lab VPC. Side alone. Rồi, side alone là ví dụ như trong cái hình này mình thấy là 10.0.0.16 à. Create cái size này, và mình cho phép cái edit DNS subnames, tức là tất cả những cái instance các thứ mà tạo trong cái VPC này bình thường nó chỉ có IP thôi. Bây giờ mình muốn tạo là mình dùng một cái domain name service đó, thì mình enable cái DNS lên. Rồi trong trường hợp mà cái DNS mình enable lên rồi và mình muốn đổi ra cái tên nào nó thường minh hơn đó, thì mình dùng cái gọi là route 53 root root 53, đọc tiếng Việt là root 53 trong cái config của AWS. Rồi sau khi mình tạo VPC thì mình tiếp theo là mình gì? Mình lại phần hai đó, mình tạo một subnet. Thì bây giờ đây là mình tạo hai subnet, một cái là public và một cái là private subnet. Rồi thì mình tạo cái VPC mình mới làm, tiếp theo thì mình tạo cái VPC này nằm trong private subnet, đặt tên nó là public subnet. Cái thứ hai là private subnet, trong public subnet thì nó sẽ có một cái IP range ở đây, là mọi người có thấy nè, nó từ 10.0.0.24 nè, đó thì có IP range, thì mình đặt một cái IP range ở đây ha, là 10.0.24, mình tạo nó ra. Tương tự thì mình cho, à đây mình phải enable cái public IP address nữa. Thì này rồi, nó sẽ y chang cái auto IP thôi, từ auto setup IP. Rồi, trong private subnet tạo thêm một cái subnet nữa là gọi là trong lab VPC luôn. Gọi là private subnet, và cái range IP ở đây là 10.0.0.2.0.23, thì nó chỉ là tập hợp con của thằng này thôi. Thì mình có thể chia IP làm sao cho phù hợp. Thì đây cái biểu số 23 đây là có ý nghĩa như thế nào? Tức là ở đây tưởng tượng là có bốn giá trị, và mỗi giá trị nó chạy từ 0 đến 255, và một từ 0 đến 255 là chạy từ hai mũ cần 2 mũ 8, tức là cần 8 bit để biểu diễn. Thì bây giờ mình fix, ví dụ fix 23 bit đầu đi, thì những cái số này là 8 nhân 2, hai số này là cần 16 bit nè. Số này thì nó sẽ thay đổi ở giá trị cuối được, ví dụ như là đây ví dụ là 0.2 hoặc 0.3, nó có thể là 0000 hoặc là 0001. Đó là cái bit bit cuối á, 0000 8 bit nha. Cái bit cuối có thể là vì fix 23 là đến cái bit thứ 24 có thể chạy là 0 hoặc 1 thì nó 0203 gì đó. 002 thì nó là 10 rồi, 10 là, và nó fix cái bit cuối cùng đó, nó có thể thay đổi nên có thể là 10 hoặc là 11 thì là 0.2 hoặc là 0.3.
Rồi mình create cái subnet này, rồi sau đó là mình làm cái gì nữa? Mình tạo ra VPC rồi, mình tạo ra subnet rồi. Bây giờ mình tạo ra cái Internet Gateway và attack cái Internet Gateway vào VPC rồi mình configure route table thôi. Rồi mình vào Internet Gateway, mình create một cái Internet Gateway. Ở đây hình như mình có tạo rồi ha. Lại Internet Gateway nè. Bây giờ mình xóa đi cái cho nó. Nãy đang làm gì nó bị máy mình bị restart nên nó mình có tạo rồi. Rồi Internet Gateway thì bây giờ mình tạo ra một cái lab Internet Gateway. Rồi. Mình tạo action là attack vào gateway đúng không? Rồi, create này. Rồi, mình phải attack nó vô cái VPC. Rồi, VPC của mình là lab VPC ha. Rồi, sau khi mình attack cái này nó vô VPC là VPC để kết nối với router với lại cái internet rồi. Công việc tiếp theo mình cần configure route table. Choose route table. Đây, hình như cái này là lab BBC này. Đấy. Rồi, mình đặt cái này là private route table. Private route table. Trong cái private route table ha. Rồi. Mình create một cái route table là public route table, mình có private route table rồi bây giờ tạo thêm một cái là mà route table. Cái này đang nằm ở đâu? Rồi, route table. Public route table. Rồi VPC là lab VPC tiếp ha. Mình edit rule create route table, edit rule này của nó. Rule đúng không? Edit rule này. Nó một cái luôn luôn có một cái default ha. Là mình đang làm cái private đúng không? Là 10.0 bây giờ thêm một cái nữa là add rule hả? Và cái này là public nè, 0.0.0 vô đâu đây? Thì nó phải vào là lab internet gateway hả? Add rule. Destination là bắt từ không, tác thì ở đâu thì nó phải vào cái lab là mình tiếp tục nãy một chút gián đoạn thì bây giờ mình vô đây mình có sẽ có hai cái là mình xóa đi cho nó dễ Round table. Rồi xong. Mình coi thử cái private route table đúng không? Rồi. Root ở đây là gì? Đây, 10.0.0.16 đó. Tí thôi mình tạo thêm một cái NAT gateway. Nhưng bây giờ mình có một cái mình NAT gateway mình chưa tạo đúng không? Mình mới tạo Internet gateway ở đây là lab Internet gateway nè. Thì route table bây giờ mình tạo thêm một cái là public route table. Mình tạo một cái gọi là public route table. Rồi, tạo ra cái số thì dùng trong cái lab PBC. Rồi create và edit cái rule của nó là xong. Thì luôn luôn default nó luôn luôn là trong những cái internet gateway ở trong này thì nó luôn luôn default là trong cái VPC kết nối với nhau vào mạng local thì mình phải edit cái route này mình add một cái route khác đó là tất cả những cái over internet vô thì thông qua cái internet gateway đúng không? Internet gateway. Lab internet gateway xong. Rồi, mình add nó vô, mình add rule, mình say change này. Rồi. Mình phải subnet association là routable này mình vào đâu mình phải apply vô cái là gì mình phải apply vô cái private subnet subnet mình phải associate với public subnet còn mình đang associate cái gì đây mình sẽ associate cái CA cái vô cái mình đang ra table của thằng nào ra table của thằng là PVC ra table ha mình đang allow cái public route table đây public route table thì subnet association thì public thì vô cái public subnet ok rồi mình sẽ say associate rồi thì bây giờ mình đã xong cái public route table đây. Mình có Internet Gateway, mình có Route Table rồi. Public Route Table thì route đến đâu? Local và Internet Gateway. Rồi, mình sẽ launch một cái sẽ là Partition Server ở Public Subnet. Rồi, thì bây giờ mình phải làm một cái EC2 Service và nằm trên cái Public Subnet này. Mình tạo ra cái Partition Hot ha. Làm EC2.
Rồi. Thì cái Bastian Hot này thì khả năng là sau khi mình tạo thì mình dùng cái vóc key, tức là cái cùng key của cái bài toán này. Rồi Bastian Hot đúng không? Launch instant. Rồi, launch cái instant ha. Mình chọn Linux choose. Ok. T2 micro. Network collab VPC. Number dần là lab BBC. Rồi subnet thì nó nằm ở đâu? Public subnet. Rồi. Story thì để default. Tag name và bastion server ha. Name và bastion server. Sau đó mình security group thì cũng không cần. Rồi. Review and launch. Đó, mình dùng cái vóc key này là cùng với bài toán này. Sau đó là mình có coi như là instant của mình, bây giờ mình có một cái instant là bastion hot rồi, mình có thể SSH vào. Rồi mình tiếp theo là cái phần này thì mình create một cái NAT gateway đi, là để cho cái private subnet này có thể đi vô được cái, để đi ra ngoài internet, để có thể update được cái information internet, update version chẳng hạn. Bastion server có xong ha, thì mình sẽ SSH vô cái này với cái key và value từ cái ALS nó cho mình. Rồi mình sẽ create cái NAT gateway. Lúc nãy thì trước khi mình ra table này không, mình phải làm internet gateway, thì bây giờ cái local target thì mình tạo thành cái NAT gateway này. Rồi mình quay trở lại cái VPC. Mình chọn cái NAT gateway. Internet gateway, NAT gateway. Trong NAT gateway thì mình lại chọn tiếp là mình create một cái NAT gateway, nó nằm ở subnet, nó nằm ở NAT gateway, nằm ở public subnet. VPC subnet thì public subnet. Đây. Subnet is1 nằm ở public subnet. Rồi, create cái NAT gateway này. Choose a locate. Elastic IP. Local Elastic IP. Rồi, nằm ở public. Rồi. Rồi, bây giờ mình sau khi tạo NAT gateway thì mình phải chỉnh cái route table cho nó ha. Mình là có một cái private route table, lúc nãy là mình có public route table mình edit rồi, private side table thì mình có route ở đây nè. Đó thì mình thêm một cái rule trước nữa là 0.0 thì nó phải đi đâu? Nó phải thông qua cái gọi là private route table ha. Mình đặt tên là cái NAT gateway. Ok, thông qua NAT gateway mà. À, sau khi đó mình chọn cái này rồi thì mình save change. Và bây giờ mình đã có một cái NAT gateway ha, mình có cái route đây. 10.0 mà nào thì khả năng là subnet associate. À, rồi mình associate vô cái private subnet rồi. Rồi tiếp theo là mình test cái private subnet này là mình đã có thể communicate with internet hay không. Thì bây giờ mình dùng SSH để mình vào cái khả năng này, SSH từ bastion hot này nè. Mình SSH vào private instance này. Rồi trong cái instance này mình có thể ping bất kỳ một cái gì đó thì mình sẽ biết được là nó work hay không. Rồi launch an instance in private subnet ha, thì muốn vậy thì bây giờ mình phải tạo ra, đúng rồi, mình có một private subnet này, mình tạo ra cái instance để mình test nữa, thì thằng instance này SSH vào cái instance bên trong này, rồi lại vào EC2, rồi launch một cái instance bastion server, rồi launch một cái instance là Linux rồi T2 micro rồi network là lab VPC. Trong cái lab VPC này thì thằng này nằm ở private subnet. Rồi, ở user data đây, mình
mình đặt một cái password, ở đây là lab password nè, khi mà nó yêu cầu cái password của cái SSH instance vô á thì là EC2 user và password là lab password. Rồi. Storage attack là name và private instance. Rồi. Mình log lại cái. Rồi, instant key pair luôn. Thế mình muốn vô. Rồi mình log in cái passion host này và mình vô cái instant này. Rồi, passion host. Đây, mình kiếm cái IP của nó đây. Đó, thì vào SSH. À. Mình show để mình download cái Vokey key về hả? Download PPK. Đây. Rồi. Sau khi download cái key về thì mình có thể thực hiện SSH. Ba mươi giây authentication. Ok, rồi đây mình sẽ log in get là EC2 user. Rồi rồi mình giờ mình sẽ log in vô private instance ha. Thì mình có SSH vô private IP, private instance đây. Private instance đây. Mười chấm không chấm hai chấm hai bảy. Yes. Password là lab password. Mình cần fix ạ. Đó, bây giờ mình vô đây. Bây giờ mình thử phát là mình ping đây. Mình ăn ping amazon.com này. Thì mình sẽ ra được, nếu mà có over internet thì nó trả về ping. Thì nó trả về rồi nè. Thì chứng tỏ là cái của mình đã kết nối được internet, thì mình đã kết thúc cái bài lab của mình tại đây.